Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Cho video ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em phiên bản Fruitsuit Live dành cho cả Roblox quốc tế và Roblox VNG đều có thể làm được, đều có thể cài đặt được anh em nhá. Rồi, đầu tiên đối với bạn nào chơi bản Roblox quốc tế này, anh em chọn một trong hai file này, các bạn tải về để chọn có sim hoặc xóa skin tùy anh em nhá. Sau khi tải về xong thì các bạn sẽ gỡ cái game Roblox trên với các bạn đi. Các bạn cài đặt cái phiên bản các bạn vừa tải về và sau đó anh em đăng nhập vào game và sau đó anh em get key, dán script menu dùng ngon lành, được chưa? Là một. Cái thứ hai, đối với bạn nào chơi Roblox VNG thì các bạn cũng chọn tải về cho mình một trong hai file bản Fruitsuit Live này và tải thêm cho mình cái Roblox VNG Lock V6 nữa nhá. Còn cách cài của Roblox VNG thì nó sẽ như sau. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ gỡ cái game Roblox trên máy các bạn ra. Bước thứ hai, các bạn chọn lấy một trong hai file này các bạn tải về và anh em cài. Ví dụ mình sẽ chọn cái bản xóa skin, sẽ cài bản xóa skin, sẽ install nó như thế này. Cái sau anh em open mở nó lên giúp cho mình và anh em cho phép truy cập vào tất cả các tab. Bấm quay trở lại giúp cho mình như thế này nhá. Đây, như thế này để chưa? Nó sẽ hiện lên thông báo như thế này. Anh em để nguyên, giữ nguyên như này cho mình. Anh em bấm phím điều hướng ở đây, tắt đi cho mình. Bước 2, các bạn cài đè cho mình Roblox VNG Lock V6, bấm update hay còn gọi là cập nhật nhá. Trên máy mình thì nó chưa Việt hóa hết nên nó cập nhật. Đấy, sau đó anh em chọn open mở nó lên giúp cho mình nhá. Rồi, đến đây anh em sẽ bấm vào chữ đăng nhập này cho mình và các bạn đăng nhập cái nick Roblox VNG của các bạn vào. Ok, và sau khi các bạn đăng nhập cái nick Roblox VNG các bạn vào xong như thế này, anh em bấm phím điều hướng lại thoát cái game Roblox vào cho mình. Và cái bước cuối cùng các bạn cài đè lại cho mình cái bản Fruitsuit Live anh em vừa tải về. Ở đây mình sẽ cài đè lại cái bản xóa skin mình vừa tải về nhá. Đó, anh em là thích giữ lại quần áo đồ đạc thì dùng có skin tùy các bạn thôi. Đấy, anh em vào open mở lên mình, cho phép truy cập, bấm quay trở lại. Đó, hiện ra như này. Và sau khi nó hiện ra cái bảng thông báo thì anh em phải bấm hai lần phím quay trở lại trên màn hình cho mình là được nhá. Nó hiện thông báo này mình sẽ bấm hai lần này, 1 này, 2. Đó, để cho nó tắt cái thông báo đi. Và sau khi xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đăng nhập vào game và trải nghiệm thử xem nó như nào nhá. Ok anh em nhá. Đây, thì các bạn để thấy là cái bản này anh em nhìn thấy này, được chưa? Trời ơi, xóa. Đấy, cái này là bản xóa skin nha anh em. Anh em không thích xóa quần áo này thì anh em phải dùng bản có skin. Với bản này thì sẽ xóa lá cây này, xóa cỏ này, được chưa? Giảm hiệu ứng chiêu thức này nên khi các bạn chơi nó sẽ cực kỳ là mượt. Các bạn có thể kết hợp cùng cái phần bấm vào chế độ nhanh nhá, bấm vào phần cài đặt chế độ nhanh để nó tắt bớt đi điều hiệu ứng tiếp đi. Thì như vậy ấy, nó sẽ gọi là như nào nhỉ? Nó đấy anh em thấy không? Nó sang màu xi măng và nó sẽ làm mượt cho chúng ta. Máy yếu các bạn sẽ cực kỳ thích những cái kiểu như thế này anh em nhá. Đó. Còn bạn nào thích quần áo thì đấy mình các anh em phải sử dụng với bản có skin nhá. Quốc tế và VNG đều như nhau. Và các bạn có thể kết hợp cùng chế độ đồ họa như là bấm phần cài đặt này, cho phần chế độ đồ họa, cho phần về thủ công để mức 5 cho mình thì nhà cửa xuất hiện như thế này. Còn anh em muốn treo farm treo máy nó đỡ lag nữa, anh em cho về mức 1 này thì tắt hết nhà cửa từ xung quanh đi. Ok chưa? Đấy, anh em trải nghiệm thử nhé. Các bạn nào thích chơi bản live giảm lag nhé. Còn đây vẫn là Fruitsuit rồi. Thì cách get key Fruitsuit anh em để xem phần bình luận video này, mình sẽ để anh em một cái video hướng dẫn cách get key Fruitsuit anh em nhé. Script menu cũng đầy đủ hết cho các bạn. Anh em nào thích chơi bản live thì đừng quên comment phần bình luận này cho anh biết. Và trải nghiệm thử bản này xem bản live này chơi đã mượt chưa nhá.